Chào mừng các em học sinh lớp 8 đến với tiết học âm nhạc. Tiết học âm nhạc hôm nay chúng ta sẽ học tập độc nhạc số 6. Và bây giờ thầy mời tất cả chúng ta cùng khởi động giọng với gam đô trưởng. Các em sẽ đọc từ đồ lên tới đố và đọc ngược lại. 2, 3. Các em đọc lại một lần nữa. 2, 3. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bài của tuần rồi. Chúng ta sẽ cùng hát lại bài Nổi Trống Lên các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại nhịp 6-8. Các em trả lời một vài câu hỏi sau đây. Câu thứ nhất, nhịp 6-8, mỗi ô nhịp có mấy phách? Chúng ta chọn đáp án C. Nhịp 6-8 có 6 phách trong một ô nhịp. Mỗi phách là một hình nốt gì? A. Nốt tròn,
B nốt trắng, C nốt móc đơn, D nốt đen. Chúng ta chọn đáp án C nốt móc đơn. Nhịp 68 có mấy trọng âm? A 2, B 3 trọng âm, C 6 trọng âm, D 8 trọng âm. Chúng ta chọn đáp án A, nhịp 68 có 2 trọng âm. Trọng âm được rơi vào phách nào? A phách 2, B phách 1 4, C phách 1 2, D phách 1 3. Chúng ta chọn đáp án B, trọng âm được rơi vào phách thứ nhất và phách thứ tư. Chúng ta sang phần bài học mới, tập đọc nhạc số 6. Các em vừa nghe giai điệu của bài tập đọc nhạc số 6 Chỉ có một trên đời, sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục. Đây là một đoạn trích. Nhạc sĩ Trương Quang Lục, ông sinh năm 1933, quê ở Quảng Ngãi. Ông vừa là nhạc sĩ, vừa là kỹ sư hóa chất. Ông sáng tác chủ yếu là nhạc thiếu nhi như Xỉa cá mè, Tuổi hồng, Trái đất này là của chúng em, Gánh gánh gồng gồng, Tuổi 15, Màu mực tím, Chỉ có một trên đời, vân vân. Ông được tặng thưởng nhà nước về văn học và nghệ thuật đợt 2 năm 2007. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài tạo đột nhạc số 6. Đầu tiên, bài này được chia ra làm tất cả là 4 câu. Câu 1: Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi. Câu 2: Và mẹ em chỉ có một trên đời. Câu 3: Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi. Câu 4 là câu còn lại. Các em chú ý, trong bài này, câu số 1 và câu số 3 hoàn toàn giống nhau. Về nhịp, bài này sử dụng nhịp 6-8. Hình nốt, bài này sử dụng các hình nốt móc kép, móc đơn, đen và đen có dấu chấm voi. Về cao độ, bài này sử dụng các nốt Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, đủ 7 nốt trong gam đô trưởng. Âm vực, nốt thấp nhất là nốt Sol và nốt cao nhất là nốt La. Ký hiệu, bài này sử dụng dấu luyến và dấu nối. Đây, dấu luyến và dấu nói. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập hát từng câu. Các em chú ý, thầy sẽ cho các bạn nghe 4 lần. 2 lần đầu các em lắng nghe và hát nhẩm, 2 lần sau các em bắt đầu hát theo. Và chú ý, câu 1 và câu 3 hoàn toàn giống nhau. Câu 2. Câu 3.
Câu 3 hoàn toàn giống với câu số 1. Câu 4. Và bây giờ chúng ta sẽ hát lại hết 4 câu này. Thầy mời các em cùng hát lại bài tạo động nhạc này với nhạc nền, và chúng ta hát một lần hát nốt, một lần hát lời. Tiết học hôm nay chúng ta đến đây kết thúc. Các em đọc thật nhiều và đọc thật tốt bài tạo động nhạc số 6 kết hợp với hát lời ca. Và chúng ta chú ý tìm hiểu về phần âm nhạc thưởng thức, hát bè. Các em có thể tìm trên YouTube những cái thể loại nhạc song ca hay là top ca hay là hợp xướng. Trong các thể loại đó thì có hát bè rất là nhiều cái hình thức hát bè.